Xin chào các bạn, nay VNPC sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái giải pháp, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái máy chiếu có sẵn, hoặc là trường hợp mà chúng ta có sẵn cái bảng từ màu xanh thì chúng ta sẽ đầu tư thêm một cái máy chiếu để chúng ta chiếu kết hợp vừa dạy học trực tiếp và có thể sử dụng để dạy online thông qua internet. Ở đây các bạn và các anh chị có thể thấy được là tôi sẽ demo trên hai cái chất liệu, đó là một cái màn chiếu trắng thông thường. Thì như chúng ta đã biết thì cái máy chiếu nó chỉ có tác dụng hiệu quả tốt nhất đối với cái nền màu trắng. Tức là cái nền màu trắng nó sẽ cho chúng ta cái chất liệu, cái chất lượng hình ảnh tốt nhất và sáng nhất. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp bất đắc dĩ thì chúng ta vẫn phải tận dụng cái bảng màu xanh của chúng ta, và để lựa chọn được những cái máy chiếu mà có thể chiếu được phù hợp cho những cái bảng chiếu có nền màu xanh như vậy thì chúng ta nên lựa chọn những cái máy chiếu có độ sáng tốt, độ bền cao và có khả năng chiếu được trong cái nền màu xanh. Bây giờ tôi nhờ bạn Tùng bạn mở giúp tôi một cái Excel lên bạn Tùng. Cái nhược điểm của cái nền màu xanh đó là nó sẽ giảm bớt cái độ sáng của cái máy chiếu xuống nha các bạn. Và thông thường thì nó chất liệu của nó thường là mica hoặc là nhựa, cho nên là cái điểm chính giữa của cái bóng đèn thì nó sẽ cảm giác nó hơi chói. Các bạn có thể nhìn kỹ qua cái video này, nó sẽ hơi chói. Tuy nhiên thì các cái nét chữ nó vẫn thể hiện rất là rõ, thậm chí nó còn rõ hơn là khi mà chúng ta chiếu trên cái nền màu trắng á. Đây. Rồi bạn Tùng bạn quay cái máy chiếu lên, nhấc cái máy chiếu lên cái nền màu trắng phía bên trên giúp tôi. Đây, các anh chị và các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt rõ rệt luôn, là nó sẽ tăng cái cường độ sáng rất là nhiều nếu mà chúng ta chiếu trên một cái nền trắng như vậy. Rồi bạn vào cái, bạn bỏ cái máy chiếu xuống, bạn chỉnh cho tôi cái chế độ hình ảnh nó thấp xuống một chút để nó thấy rõ các cái ô ly qua cái chế độ hình ảnh này bạn. Chế độ hình ảnh qua nữa, rồi đúng rồi, chế độ màu á qua nữa. Rồi ok, để chế độ tiêu chuẩn là chuẩn nhất đấy. Rồi bấm thoát menu đi bạn. Rồi các bạn và các anh chị có thể thấy được nha, các cái đường nét trên Excel nó thể hiện rất là rõ, và các cái chữ và văn bản nó cũng thể hiện rất là ok luôn, rất rõ nét. Tôi sẽ đứng ở một cái khoảng cách khá xa. Cái máy chiếu tôi đang thử nghiệm là một cái máy công nghệ DLP có cường độ sáng khoảng 3000 lumen, máy chính hãng. Rồi đây là cái hình ảnh chúng ta nhìn trực diện, chúng ta sẽ cảm giác được là cái hình ảnh, cái văn bản nó vẫn rất là nét, màu sắc rất là tươi rõ. Tuy nhiên thì cái cường độ sáng nó bị giảm, tôi nghĩ là nó giảm mất khoảng 20-30% so với cái bảng trắng hoặc là so với cái màn hình trắng chúng ta. Rồi bây giờ bạn quay cái máy chiếu lên trên cái nền trắng giùm tôi bạn Tùng. Đây là cái sự khác biệt mà các bạn và các anh chị có thể thấy được đó. Lên cái nền trắng thì nó sẽ rõ ràng ràng hơn, độ sáng nó sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên thì cũng có một cái lưu ý và một cái ưu điểm nữa tôi xin chia sẻ với các bạn, đó là nếu mà chúng ta tận dụng cái bảng này, bảng xanh này này, để chúng ta quay và chúng ta chiếu, chúng ta phát trực tiếp lên á để dạy học hoặc là họp trực tuyến á, thì cái nền màu xanh nó lại hay hơn cái nền màu trắng, ở chỗ là cái nền màu xanh nó sẽ thu, khi mà chúng ta thu hình ảnh lại nó sẽ rõ nét hơn, các chi tiết sẽ rõ nét hơn khi mà chúng ta chiếu lại đó. Các bạn thấy nha, chữ nó lên rất là sáng luôn. Tôi không nói về cái cường độ sáng nha, tôi không nói về các cái nét chữ và cái màu sắc. Khi mà chúng ta chiếu, chúng ta dạy học online á, thì cái nền màu xanh nó lại có cái lợi thế hơn cái nền màu trắng. Do đó thì cái bảng này thì nó sẽ rất phù hợp cho chúng ta kết hợp với cái việc dạy và học online. Các anh chị và các bạn cần tư vấn thêm các cái giải pháp về cái máy chiếu và màn chiếu và bảng phục vụ cho cái việc dạy và học trực tuyến, thì hãy liên hệ với VNPC để chúng tôi sẽ tư vấn những giải pháp phù hợp nhất với giá thành ưu đãi. Trang web cung cấp sản phẩm là trang web vnpc.com.vn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.